lập như đầu. Tiếp theo đây chúng ta sẽ lập trình suy giảm dòng từ đầu, chỉ đơn giản cách cộng thêm bình phương lượng phạt hay là 2 và mục tiêu ban đầu. Bạn khởi tạo tham số mô hình, chúng ta sẽ khai báo vào hàm để khởi tham số mô hình cách ngẫu nhiên và chạy hàm cách gradient với tham số. Đây là copy nó phải nhé. Cách gradient kết nối đã. Đây có thể là import rồi. Import số liệu vào. Đúng rồi. Xong. Bây giờ em tiếp tục. Nó là thiết lập các thông số và tổng số với bằng thế này, b bằng thế này, tức là b bằng 1, nó số 0 này, tổng số thì số đầu vào, ok, xong lập của này chúng ta sẽ trả về cái này cái gì vậy? Tổng số này tức là theo chuẩn Gauss số lượng một không, b là cái số không, không có một không này, b đi kép thì cho phép tính gradient, b tính gradient được, có định nghĩa được phạt chuẩn. Cách thuận tiện nhất là lập trình lượng phạt tại bình phương tất cả phần tử ngay tại chỗ và cộng chúng lại với nhau. Em chia 2 theo quy ước nhỏ hàng bậc 2. Để nó cái gì nữa? V kép mũ 2, tổng kép mũ 2, quy 2. Mũ 2 nhỉ? Hai mũ 1. Tổng hôm nay tính cái chuẩn đây, chuẩn nó bình phương là điểm nó gọi nhỏ, chuẩn tổng chuẩn định nghĩa hàm huấn luyện kiểm tra ta để khớp mình này đánh giá thì kiểm tra bạn nên tính và mức phương không đổi được chi tiết đâu có lờ coi thẳng. Nào. Bây giờ đây chọn bỏ sơ treo rồi
bốn ghi vậy, phải tay. Tôi thiếu ra bị. Rồi. Nào. Ở đây là có là thiết lập này, đây là thiết lập. Thiết lập à cái kép ở bên. Ta sẽ đây là thiết lập, thiết lập mô hình, mô hình tuyến tính. Nó sẽ đây là hình iPod nom request record này, tại đây là loss bằng nhà với anh ngược đây, vì ngược có PNT là loss đầu ba hàm loss này bằng này tính này xi hàm loss này, hàm loss là từng thằng scalar này cho đây cộng lambda nên với PNT làm cái kép nó ta sẽ bình thường là dùng tính công trình cái tối ưu hóa bằng Socratic Gradient Descent đây độ bắt sai các điểm mà cần giải quyết mà hệ điều khiển này, không điều khiển trên là bằng không, tức là không có đàng không. Nó luyện không điều khiển, tức là không có đàng không. Nó cắm hơn trong người loss ở sang này đã trong chuyển số này, huấn luyện mô hình với tổng phi giảm mạnh, cần chú ý rằng lỗi huấn luyện tăng nhưng lỗi kiểm định lại giảm. Đây chính thức mà ta mong đợi được điều chuẩn. Đây là bài. Tức là khoảng cách độ lỗi giữa cái thằng kiểm định với thằng này gần nhau hơn. Rót thằng này, thằng này giảm xuống rồi, thằng này giảm nhanh này. Nhưng mà ở đây thì có cần cái gì nhỉ? Đây đây giảm số này, có thêm này. Đấy, tức độ là nếu mà không còn ngày thì dẫn đến là ngày nó đẹp tới độ hàm cái độ mức độ mất mát nó là giảm thằng kiểm tra, nhưng mà nếu ở đây thì thằng kiểm tra giảm rồi mất thằng giảm xuống cái độ chính xác cao hơn gửi lên thằng này lên lambda bằng nhà đây 300 epoch điều khiển ra ngang hồn này, không có xuống nữa.
chính xác không cao nhỉ? Chính xác thì kiểm định nó càng ngày giảm này. Là lót càng ngày giảm, nhưng là độ chính xác càng cao này. Là nó càng tinh xét cao.